Anh Tố, cho em vào góc trong kia. Đây rồi. Rồi rồi, từ từ nào, từ từ. Rồi. Rồi. Anh đẩy sát cho em vào. Đấy. Rồi. Đưa cái thang giường. Phòng này trước đây là phòng của chú Danh. Bây giờ chú ấy cưới vợ rồi, nên là để không. Cá heo nhà chị cũng lớn rồi, chị tính là dọn dẹp lại để làm phòng riêng cho nó. Con chỉ học ở đây thôi, không ngủ riêng đâu. Lớn rồi thì phải ngủ riêng chứ, không các bạn lều lều trò đấy. Thế sao bác Tố cũng lớn tướng rồi mà vẫn ngủ với ông nội à? Nói lằng nhằng nhá. Để tôi làm cho. Thì ông lớn tuổi rồi, bác Tố phải ngủ cạnh để còn chăm nom ông chứ. Sau này bác Tố cưới vợ, bác Tố cũng ra ngủ riêng. Thì bác Tố sẽ cưới tớ à? Nói linh tinh nhá. Cá heo, mẹ bảo chạy qua bên phòng lấy chuyện với cả sách vở qua đây. Bác Tố đóng xong giá sách rồi đấy. Vâng ạ. Nhanh để chân lên. Thằng bé đáng yêu quá chị ạ. Đấy là lúc cô chưa thấy nó nghịch thôi. Cô Tơ cứ có con đi rồi sẽ biết. Em làm gì có ai để ý đâu mà chồng với con ạ. Sao cô lại nói như thế? Người công du ngôn hạnh như cô Tơ ấy, ai mà lấy được là may mắn lắm đấy. Chị đang rửa cái nồi chè dưới bếp. Có gì cô giúp chị nhá. Cứ để em ạ. Chị làm gì cứ làm đi ạ. Chị cảm ơn nhá. Vâng ạ. Sửa sang đến đâu rồi? Con này buồn cười. Anh có sao không ạ? Không sao, không sao. Cái rát giường nó yếu quá. Sao cả nhà đứng hết dưới này thế? Anh. Bố. Bố ơi, mẹ bảo tránh đi lại để nhường không gian riêng tư cho bác Tố và cô Tơ đấy ạ. Mẹ đã bảo là con trật tự rồi cơ mà. Em ghê thật đấy. Bây giờ lại có cả thêm nghề mai mối nữa. Chuyện bố bảo em làm mối hơi bị mát tay đấy. Anh chuẩn bị tinh thần tổ chức đám cưới cho bác Tố dần đi là vừa. Ôi giời. Nhanh thế á? Ừ. Ôi giời. Tán được ông Tố nhà mình nhá. Cô mà còn lâu. Các con phải mỗi đứa một tay giúp cho anh Tố nếu như muốn ăn cỗ cưới nhanh. Dạ vâng ạ, con sẽ làm công tác dân vận cho anh ấy ạ.